mừng mọi người đến với tin tức nóng cập nhật ngày hôm nay. Và mình là Thế Anh sẽ đồng hành với các bạn những bộ tin tức gọi là nóng hổi và những tin tức hay nhất trong ngày hôm nay. Và nếu trong khi quay clip á, các bạn xem clip á, mà nếu mà có hơi ồn thì các bạn thông cảm nha. Tại xung lên đây á, thì nó cũng hơi ồn, với lại mình cũng đã lọc rồi mà, ví dụ nó có lọt tiếng ồn gì các bạn hãy thông cảm nha. Và bây giờ không làm các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay nha mọi người. WHO nói Trung Quốc chưa chỉnh hết dữ liệu về nguồn gốc COVID-19. WHO tin rằng Trung Quốc còn nhiều dữ liệu có thể làm sáng tỏ nguồn gốc COVID-19 và đề nghị Bắc Kinh chia sẻ tất cả thông tin liên quan. Khi chúng tôi không được tiếp cận đầy đủ với toàn bộ thông tin Trung Quốc đang có, mọi giả thiết đều được nêu ra. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hợp tác trong vấn đề này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo Geneva Thụy Sĩ ngày 6 tháng 4. Ông nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc cung cấp dữ liệu còn thiếu, chúng tôi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra hoặc nó bắt đầu như thế nào. Hơn 3 năm sau khi COVID lần đầu xuất hiện, tranh luận vẫn nổ ra xung quanh nguồn gốc của đại dịch. Vấn đề này gây chia rẽ cộng đồng khoa học và các cơ quan chính phủ Mỹ, vốn đưa ra hai giả thiết virus lây truyền từ động vật sang người hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, cáo buộc vốn bị Trung Quốc kịch liệt bác bỏ. Cuối tháng trước, dữ liệu từ CDC Trung Quốc cho thấy một số mẫu dương tính với nCoV được thu thập tại chợ hải sản Hoa Nam, chứa rêu lửng chó, làm dấy lên nghi ngờ là động vật này là nguồn gốc COVID-19. Lửng chó có thể mang và truyền virus tương tự như SARS-CoV-2 gây COVID-19. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng phát hiện này hỗ trợ giả thuyết virus có nguồn gốc từ động vật và lây sang người như ở chợ, nhưng họ chưa thể chứng minh chắc chắn. Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, nói trong cuộc họp báo rằng thông tin mới nhất cung cấp một số manh mối, nhưng không phải câu trả lời rõ ràng về nguồn gốc đại dịch. Bà nhấn mạnh những dữ liệu đó được thu thập vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020 và Trung Quốc lẽ ra phải chia sẻ chúng từ lâu. Khi không có thông tin và dữ liệu để đánh giá đúng, chúng tôi rất khó đưa ra câu trả lời cụ thể. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng chưa có câu trả lời chắc chắn đại dịch đã bắt đầu như thế nào, bà cho hay. Tuy nhiên, bà tin rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nhiều nghiên cứu và thu thập nhiều dữ liệu hơn có thể liên quan cuộc tìm kiếm nguồn gốc đại dịch. Chúng tôi biết vẫn còn nhiều thông tin chưa được chia sẻ, bà nói. Chúng tôi cần các nhà khoa học, chuyên gia y tế, cộng đồng và chính phủ các nước cung cấp những thông tin đó. Đây không phải trò chơi. Trên bài viết trên tạp chí Science hôm 6 tháng 4, Van Kerkhove tin rằng Trung Quốc có dữ liệu mà họ không chia sẻ, trong đó có hoạt động mua bán động vật hoang dã và động vật nuôi tại chợ Vũ Hán, kết quả xét nghiệm trên người và động vật ở Vũ Hán cũng như trên khắp Trung Quốc, và hoạt động của các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nghiên cứu về virus corona. Bà yêu cầu Trung Quốc chia sẻ tất cả các dữ liệu về virus SARS-CoV-2 ngay lập tức. Trong khi đó, ông Tedros nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc tìm ra câu trả lời về nguồn gốc đại dịch, chỉ ra rằng xác định nguồn gốc COVID-19 có thể giúp ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Với gần 7 triệu ca tử vong do COVID-19, ông Tedros nói rằng việc tìm ra nguồn gốc đại dịch mang tính cấp thiết về mặt đạo đức. Chúng ta cần câu trả lời thay vì những nghi ngờ, ông nhấn mạnh. Trung Quốc nhiều lần nói rằng nước này minh bạch, trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin về đại dịch và đã cung cấp các dữ liệu cần thiết. Bắc Kinh hiện chưa phản hồi phát biểu mới nhất của giới chức WHO. Tiếp theo, tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ trực thăng rơi. Thi thể nạn nhân thứ 5 vụ trực thăng rơi, bà Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi, được tìm thấy sáng 7 tháng 4, cách khu vực máy bay rơi khoảng 30 mét. Lực lượng cứu hộ tìm lấy thi thể bà Hội lúc 8 giờ 12, dự kiến đưa vào bệnh viện Bãi Cháy để làm thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng. Cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn sẽ kết thúc nhiệm vụ trong sáng nay, sau khi trục vớt toàn bộ các mảnh vỡ máy bay. Hai ngày trước, trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 do đại tá phi công Chu Quang Minh, 59 tuổi, điều khiển chở 4 du khách từ Đà Nẵng là Hồ Tá Lực, 59 tuổi, Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi, Hồ Thị Quanh, 51 tuổi, Phạm Thị B, 65 tuổi, xuất phát từ đảo Tuần Châu đi ngắm vịnh Hạ Long. Đây là chuyến du lịch của gia đình nhân dịp sinh nhật ông Lực. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 phút ngày 5 tháng 4, gặp nạn sau 10 phút. Vị trí máy bay rơi cách điểm khởi hành khoảng 7 km tại vùng biển giáp ranh Quảng Ninh, Hải Phòng. Hơn 300 người từ các đơn vị quân đội, công an và 31 phương tiện đã được huy động tìm kiếm cứu nạn trong bán kính 500 m quanh vị trí máy bay rơi. Thi thể ông Lực, bà B được tìm thấy 2 giờ sau tai nạn. Khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa thi thể phi công Chu Quang Minh lên tàu. Nạn nhân thứ tư, du khách Hồ Thị Quanh được tìm thấy sáng tháng 4. Lực lượng cứu hộ cũng đã trục vớt được các máy bay,
thiết bị Vision 1000 có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái, ghế ngồi phi công, ghế ngồi hành khách và các mảnh vỡ. Các nạn nhân được đưa về bệnh viện Bãi Cháy để bàn giao cho gia đình mai táng. Mảnh vỡ máy bay đưa vào đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh phục vụ điều tra. Bản tin kế tiếp: đặc nhiệm Mỹ bắt nhầm người khi diễn tập đột kích. Đặc vụ FBI cùng đặc nhiệm lực quân Mỹ tham gia diễn tập đột kích nhưng vào sai phòng khách sạn ở Boston và khống chế nhầm người. Sự việc xảy ra đêm 4 tháng 4 ở khách sạn Riverview tại thành phố Boston của Mỹ, khi các đặc vụ cục điều tra liên bang huấn luyện đột kích chung cùng nhóm binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh các chiến sĩ đặc biệt lục quân Mỹ. Theo kịch bản diễn tập, lực lượng hai bên sẽ tiến hành tình huống xông vào phòng khách sạn, bắt một sĩ quan đóng giả là nghi phạm. Tuy nhiên, họ đột kích vào nhầm phòng và khống chế còng tay một phi công ngoài 30 tuổi của hãng hàng không Delta đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Phi công này nói rằng nhiều người tự xưng là đặc vụ FBI xông vào, cầm tay và nhốt anh ta trong nhà vệ sinh. Một sĩ quan cảnh sát nói trong mạng ghi âm được truyền thông Mỹ công bố hôm 6 tháng 4. FBI sau đó ra thông báo cho biết sau sự cố bắt nhầm phi công, họ đã liên hệ với cảnh sát tới khách sạn River để xác nhận lực lượng này đang tham gia diễn tập. Thông tin không chính xác khiến các đặc vụ đột kích nhầm phòng và bắt sai người. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của FBI và các đối tác trong lực lượng hành pháp. Văn phòng FBI tại Boston đang cùng bộ phòng Mỹ đang đánh giá sự việc. Thông cáo có đoạn: Trung tá Mai Bên, phát ngôn viên USISOC, gửi lời xin lỗi đến phi công bị bắt nhầm, cho hay đây là sự cố không may, nhưng không cung cấp thêm thông tin. FBI nói rằng cuộc diễn tập đột kích nhằm mục đích mô phỏng tình huống mà các đặc vụ có thể gặp phải khi triển khai, trong khi USISOC cho biết hoạt động này giúp cải thiện kỹ năng của lính đặc nhiệm trong môi trường lạ lẫm và mang tính thực tế. Giới chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng còn nhiều dấu hỏi về cuộc diễn tập, như các biện pháp được tiến hành từ trước để tránh gây ảnh hưởng đến lực lượng hành pháp và người dân địa phương, sự xuất hiện của dân thường trong khách sạn hay ở cùng tầng với phòng của mục tiêu là điều gây khó hiểu, chuyên gia Joseph Delvin viết trên trang quân sự Warzone. Tin kế tiếp: không quân Mỹ muốn đặt mua số tiêm kích kỷ lục. Không quân Mỹ lên kế hoạch đặt mua 72 tiêm kích mới trong năm mới để hiện đại hóa phi đội, mức cao chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đề xuất này được Trung tướng Richard Moore, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ phụ trách kế hoạch và chương trình, nêu ra trước Quốc hội hôm 6 tháng 4 để xem xét, phê duyệt cho kế hoạch ngân sách năm tiếp theo. Theo đó, Không quân Mỹ muốn có thêm 48 tiêm kích tàng hình F-35A và 24 chiến F-15EX trong năm tài khóa năm 2024. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi làm việc trong quân chủng, Không quân Mỹ yêu cầu đặt mua lượng tiêm kích lớn như vậy. Trung tướng Moore nói, cho hay đề xuất này không chỉ diễn ra một lần mà sẽ lặp lại trong các năm tới. Các lãnh đạo và chỉ huy Không quân Mỹ nhiều năm qua nhận định quân chủng cần mua ít nhất 72 tiêm kích mới mỗi năm để hiện đại hóa lực lượng cũng như giảm tuổi thọ trung bình của máy bay. Nhiều tướng Không quân Mỹ cảnh báo nếu không biên chế số lượng tiêm kích như vậy mỗi năm, họ không đủ máy bay để thay thế những chiếc đã cổ và sắp bị lỗi như F-15C. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ những năm qua việc mua lượng tiêm kích ít hơn mục tiêu mong muốn của Không quân nước này. Năm tài chính 2023, Quốc hội Mỹ cho phép Không quân mua 67 tiêm kích, gồm 43 chiếc F-35A và 24 chiếc F-5XS. Tướng Moore cho biết mục tiêu mua 72 tiêm kích mỗi năm phần nào phụ thuộc vào năng lực chế tạo chiến đấu cơ tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin. Ông nhận định các tập đoàn quốc phòng Mỹ đối mặt nhiều hạn chế, trong đó có vấn đề về chuỗi cung ứng và lượng lao động. Điều này sẽ gây khó khăn cho kế hoạch mua sắm chiến đấu cơ. Theo tướng Moore, đề xuất ngân sách cho thấy Không quân Mỹ dự định nâng cấp phi đội với các mẫu tiên kích tương lai, một số đang trong giai đoạn thiết kế. Chúng tôi nhận thấy rõ để lực lượng có thể đảm bảo ưu thế vào đầu những năm 2030. Mỹ phải sở hữu tiêm kích thế hệ thứ 6, tức chương trình thống trị trên không thế hệ mới. Ông nói, lực lượng Không quân Mỹ dự kiến loại 32 tiêm kích F-22A Block 20 để tiết kiệm 2,5 tỷ đô la trong 5 năm. Tướng Moore nói số tiền này sẽ được phân bố cho phát triển NGAD. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là một bản tin khá hấp dẫn về cuộc diễn tập có Mỹ Philippines, gọi là lớn nhất chưa từng có trước giờ. Và để biết được đó, là cái quy mô của đợt diễn tập này như thế nào, thì mời các bạn cùng bắt đầu với bản tin ngày cuối cùng trong ngày hôm nay nha mọi người. 18.000 lính Mỹ, Philippines sắp diễn tập lớn chưa từng có. Mỹ dự kiến điều binh sĩ từ 4 quân chủng cùng lính Philippines tham gia diễn tập chung Balikatan với quy mô lớn nhất trong 38 năm qua. Diễn tập thường niên Balikatan giữa Mỹ và Philippines dự kiến bắt đầu vào ngày 11 tháng 4 và kéo dài 17 ngày.
khoảng 12.200 binh sĩ Mỹ, 5.400 lính Philippines cùng 100 lính Australia sẽ tham gia diễn tập. Các quan chức Mỹ ngày 6 tháng 4 cho biết, lực lượng tham gia diễn tập Bali Cát Tăng năm nay gấp đôi năm ngoái và lớn nhất kể từ khi Mỹ và Philippines bắt đầu hoạt động quân sự chung này. Binh sĩ Mỹ, Philippines và Australia tham gia Bali Cát Tăng sẽ thực hành nội dung đảm bảo an ninh hàng hải, đổ bộ, bắn đạn thật và tác chiến trên không. Họ cũng diễn tập chống khủng bố, phòng thủ trên không gian mạng, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Đợt diễn tập được tổ chức sau khi Washington và Manila ký thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự tại Philippines. Động thái bị Trung Quốc chỉ trích là làm leo thang căng thẳng quân sự và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định và khu vực. Philippines ngày 3 tháng 4 công bố 4 cơ sở mới cho phép quân đội Mỹ sử dụng gồm căn cứ hải quân Camilo Osias và sân bay Lalo ở tỉnh Cagayan, căn cứ Metro de la Cruz ở tỉnh Isabela và một địa điểm ở tỉnh Palawan. Calayan và Isabela là các tỉnh cực bắc nằm trên đảo chính Luzon, Palawan là đảo cực nam Án Nữ, khu vực tây nam Biển Đông. Giới chức Philippines nhận định 4 địa điểm này sẽ giúp tăng cường năng lực ứng phó thảm họa của đất nước, cũng như đóng vai trò quan trọng với các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ nhân đạo sau khi trải ra thiên tai hoặc là tình huống khẩn cấp. Mỹ sau Thế chiến 2 triển khai lực lượng đồn trú quy mô lớn tại Philippines. Tuy nhiên, giới chức Philippines năm 1991 chấm dứt thỏa thuận và yêu cầu Mỹ trả lại toàn bộ căn cứ quân sự. Washington và Manila năm 2014 thông qua thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, ban đầu cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 5 căn cứ tại Philippines theo hình thức triển khai lực lượng đồn trú luân phiên, sau đó bổ sung thêm 4 cơ sở mới. Qua được 5 bản tin tức gọi là nóng cũng như là hay nhất trong ngày đã được kênh của mình lựa chọn để đưa đến các bạn khán giả đang xem trên kênh YouTube của mình. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một đăng ký cũng như nhấn cái chuông bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho kênh Tư Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và một buổi tối ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé. Và bây giờ thì kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.